quá trình nuôi một chú vịt thành thú cưng siêu đáng yêu của cô gái. Duyên số đưa cô gái nuôi một bé vịt là thú cưng. Cô chia sẻ với người khác: em có thể là món ăn, nhưng đối với cô, em là người nhà, là phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô nuôi ẻm từ lúc bé tí, chăm bẵm chú vịt của chúng ta từng chút một, đến nỗi tưởng chừng như em không biết bơi luôn. Nghe vịt mà không biết bơi thì lạ đúng không? Nhưng cô cùng chú vịt này phải nói là dùng cả thanh xuân để tập bơi, chứ thả xuống nước mà thành vịt chết trôi thì coi sao cho được. Nhiều người nghĩ vịt chắc là không tình cảm bằng chó mèo đâu, nhưng mà chú vịt này lại rất có linh tính. Bé biết ai là chủ của mình, cũng biết làm nũng, lâu lâu cũng lắc cái đuôi để bày tỏ vẻ mừng rỡ với cô chủ. Cô gái thì không ngại việc đi vệ sinh của bé chút nào, dọn nhà cũng được, mà đi thì mình mặc bỉm. Một chiếc bỉm tự chế quá ư là xịn sò, mặc vô nhìn cũng phong cách dữ dằn chứ giỡn à. Đích thực là loài động vật nào cũng đáng được yêu thương. Nếu có duyên với chúng ta, các bé ai cũng sẽ là một người bạn tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.